Chào mọi người đến với Mimi Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là thông điệp từ những thiên thần. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một lá bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và đừng quên like video cũng như là comment và nhấn đăng ký kênh nếu như mà các bạn chưa đăng ký kênh nhá. Ok. Các bạn nhìn thấy lung linh không? Quá lung linh, hơi bị đẹp luôn. Ok, và chúng ta sẽ đến với tuổi đầu tiên. Chào các bạn, đến với tuổi đầu tiên, đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Đừng quên like video cho mình nhá. Ok, với câu hỏi đó là thông điệp từ những thiên thần dành cho các bạn là gì, thì mình thấy ở đây á, mình thấy thứ nhất, đấy là mình thấy cuộc sống các bạn ở thời điểm hiện tại nó đang giống như là có khá là nhiều cái tảng băng, có khá là nhiều cái sự cứng nhắc, có khá là nhiều cái điều luật lệ, hoặc là mọi thứ nó đang theo một cái guồng máy nào đó liên tục phải hoạt động. Mình lấy ví dụ như là hàng ngày hàng giờ bạn lặp đi lặp lại một cái khối lượng công việc như thế, và các bạn những cái thói quen như thế bạn cứ làm đi làm lại hàng ngày hàng giờ, và mình cảm thấy được rằng là trong trái tim của bạn, trong con người của bạn, nó cứ đang dần dần trở nên khô héo hơn, hoặc là không hẳn là khô héo nhưng đại loại là nó càng đóng băng hơn. Và đối với tất cả mọi thứ đến với cuộc sống các bạn chính là cái tinh thần mà đến cũng không mong đợi mà đi thì cũng không có quan tâm á. Thì mình thấy rằng là bạn thời điểm này đang tập trung rất là nhiều vào trong công việc của các bạn. Bạn đang rất là chăm chỉ làm việc để xây dựng một cái nền tảng về cuộc sống của các bạn cho nó vững chắc. Thì ở đây á, mình thấy rằng là sắp tới sẽ có khá là nhiều sự thay đổi đến với cuộc sống của các bạn. Và đây các bạn đang được khuyến khích để mở rộng trái tim để đón những cái cánh cửa mới, những cái cơ hội mới đến trong cuộc sống. Mình thấy rằng là nếu như mà bạn đang có một cái đối tượng nào đó, có thể là đang crush ai đó hoặc là đang nghĩ đến ai đó trong chuyện tình cảm, thì mình thấy cái người này họ cũng nghĩ về bạn. Tuy nhiên mình cảm thấy có một cái sự chần chừ trong cái mối quan hệ này. Vì một cái lý do gì đó mà cả hai rất là chần chừ, không dám tiến đến với nhau. Thì ở đây á, mình thấy rằng là tất cả mọi thứ nó đang thúc giục bạn, đấy là hãy làm đi, hãy tiến đến với cái người đó đi, hãy vượt qua cái giới hạn của bản thân, vượt qua khỏi cái vùng an toàn và tiến đến với cái người đó. Và mình thấy rằng là đúng như là bạn đang đóng băng cái cuộc sống của các bạn. Ở đây có ai kinh thì mình cảm thấy cái năng lượng này nó có thể đến từ người kia hoặc là bạn nhé, nhưng mình cảm thấy nó có thể nó đến từ bạn nhiều hơn. Và mình thấy là có cái sự phủ nhận cái kết nối này, có sự phủ nhận là cái người kia là một cái người cho mình cái cảm giác gì đó đặc biệt. Nhưng mà mình thấy đây hai người, có thể là hai người hoặc một trong hai người có sự phủ nhận, không công nhận. Thì mình thấy ở đây á, có thể là hàng ngày hàng giờ bạn vẫn đang làm công việc của các bạn, thế nhưng mà trong trái tim của bạn, trong đầu của bạn á, vẫn đang suy nghĩ về một ai đó, về cái người đó rất là nhiều. Và ở đây á, khuyến khích các bạn đấy là hãy bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân. Có thể là các bạn đã ở trong cái vùng an toàn của bản thân mình rất là nhiều rồi, cho nên là khi mà các bạn gặp được cái người mà bạn thích hoặc là gặp được một cái sự chú ý gì đó ấy, thì mình cảm thấy là nó thiếu đi cái tinh thần nhiệt huyết, nó thiếu đi cái tinh thần chiến đấu, tấn công đó. Mình không biết bạn là nam hay là nữ, nhưng đại loại là nếu như các bạn là nữ thì bạn cũng có rất là nhiều cách để bật đèn xanh cho họ chẳng hạn. Còn nếu như là nam thì mình thấy rằng là bạn tỏ vẻ rất là lạnh lùng, không quan tâm đến người ta, mặc dù là trong lòng, trái tim hay là tất cả mọi thứ nó đang bùng cháy rất là dữ dội ở bên trong. Thì ở đây nó đang khuyến khích các bạn đấy là giống như là cái lá bài này, cái cô gái này họ ngoi lên từ trên mặt nước, giống như là một cái thể loại gọi là comeback ấy, giống như một cách thể loại là mình trồi lên, mình thể hiện ấy, mình bắt đầu mở cái cánh cửa này để cho ánh sáng và tất cả mọi thứ nó có thể tràn ngập vào trong căn phòng của chúng ta. Mình thấy rằng là cái cuộc sống của bạn ấy ở thời điểm này, cái thời điểm vừa qua đây nữa, thì nó giống như là bạn đang sống trong một cái căn phòng. Cuộc sống của bạn giống như một cái căn phòng á, và bên ngoài có rất là nhiều thứ náo nhiệt, thế nhưng mà bạn chủ động việc đấy là buông rèm nhiếp chính, kiểu buông rèm ấy, không có mở rèm ra, hay là không có đón nhận mọi thứ ở ngoài thế giới. Nó cũng có thể đến từ một cái vấn đề nào đó, một cái tổn thương nào đó bên trong bản thân các bạn, và các bạn chẳng hào hứng với những thứ ở bên ngoài nữa. Nếu như mà để mà nói là bạn đóng cửa này mà bạn tập trung cho bản thân của bạn thì cũng không hẳn đâu. Mình thấy là bạn tập trung cho những cái việc khác, và để bạn có thể, đây là cũng là một cái cách trốn tránh để các bạn không có phải đối diện với một cái sự thật nào đó mà các bạn vẫn luôn trốn tránh. Thế nhưng mình thấy ở đây á, về cái lá bài này cũng nói về cái việc là đây chính là khoảng thời gian dành cho tình yêu rồi. Một cái tình yêu nó sẽ tới với các bạn rồi. Và mình thấy thật ra nhá, bạn không có gì phải tự ti đâu.
bạn nên tự tin. Mình thấy là bạn có rất là nhiều cái khả năng, kể cả trong công việc, kể cả trong chuyện tình cảm hay là trong cuộc sống của các bạn hãy biết được, hãy tự tin về cái khả năng của bản thân và biết tận dụng những cái nguồn lực từ bên ngoài để trợ giúp cho những cái cho cái cuộc sống của bạn thời điểm hiện tại. Và mình thấy là các bạn cũng cần kết nối nhiều hơn với Angel này. Họ muốn nói với các bạn, đây là thông điệp từ những thiên thần mà, và mình thấy là bạn đang thiếu ghi kết nối. Có thể là bạn ngồi bạn nói chuyện với cả bạn ngồi bạn nói chuyện giống với họ, đúng như là những người bạn chẳng hạn, thì họ có thể đưa ra cho bạn một số những cái dấu hiệu hoặc là dẫn đường cho bạn, hay là sẽ đưa cho bạn những cái thông điệp thông qua những cái bài hát, những lời nói ở bên ngoài tưởng chừng như là vô cùng là ngẫu nhiên, thế nhưng mà nó lại có một cái ý nghĩa nào đó. Và cũng có thể là thông qua những lời bài hát, thông qua những cái status trên Facebook hay gì đó, thì họ sẽ tìm cách gửi cho bạn dấu hiệu. Thế nhưng mà mình thấy ở đây là hãy, tức là họ muốn nói với bạn là hãy phá bỏ cái lớp cái tảng băng của bản thân mình đi để có thể tiến ra ngoài thế giới. Hãy mở cửa cho ánh sáng vào phòng đi. Thật ra thì mình thấy rằng là bạn đang nghĩ về cái một ai đó, có thể với một số bạn các bạn có đối tượng rồi. Nếu như mà chưa thì có thể thời điểm tiếp theo nhé. Trải bài này của mình thì không giới hạn thời gian đâu. Có thể thời điểm tiếp theo bạn sẽ gặp một ai đó khiến cho bạn cảm thấy thấy khá là rung động. Thế nhưng mà bạn cũng nghĩ về họ, và mình thấy là họ cũng có nghĩ về bạn với cái lá thinking of you ở đây. Thế nhưng mà có tiến đến hay không á, thì nó lại còn tùy thuộc một phần 50% là ở bạn và 50% là ở họ, tùy vào cái quyết định của mỗi người thôi. Thì thật ra mình thấy rằng là cái mối quan hệ này á, nó cũng là một cái mối quan hệ nó giúp bạn thức tỉnh khá là nhiều thứ, và mình thấy đây cũng là một cái kết nối khá là đặc biệt với bạn. Và nếu như mà hai người, mình thấy là chắc chắn hai người sẽ kết nối thực sự đấy, bởi vì có lá communicate clearly ở đây, có thể sẽ có giao tiếp, sẽ có nói chuyện, sẽ có nói chuyện ở đây, và hai người sẽ nói chuyện, sẽ trao đổi với nhau, và có thể xông qua những cái cuộc trao đổi nói chuyện đó ấy, thì nó giúp cho hai người nâng cao về cái mặt nhận thức của hai bên, giống như có cái sự trao đổi thông tin qua lại ấy, thì nó giúp cho cả hai phát triển hơn về cái mặt nhận thức suy nghĩ chẳng hạn. Ok, mình sẽ giúp thêm. Mình thấy là đây chính là thời khoảng thời gian để dành cho tình yêu rồi. Đây cũng có thể là một cái người bạn bạn crush. Thật ra thì không hẳn là không không phải là họ bạn không thích họ đủ đến cái mức không không phải là bạn không thích họ, mà là cái ranh giới cá nhân của các bạn đang quá là cao, và các bạn rất là ngại cái việc phải vượt qua khỏi cái ranh giới đó để ra bên ngoài, để phá vỡ cái vùng an toàn của bản thân. Thật ra thì mình thấy rằng là bạn cũng đang được thúc giục đi lên một cái đi trên một cái hành trình mới, bắt đầu một cái hành trình mới, buông bỏ hết tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực hay là tất cả những cái thứ nó gì nó còn ngáng đường các bạn, vì The Fool chỉ là một cái tinh thần mà rất là vô tư, rất là hồn nhiên lên đường, lên một cái hành trình mới, không có vướng bận một cái gì cả. Và đây cái lá bài này cũng nói về một cái nói về cái tinh thần của cái trải bài này rất là rõ rồi. Mình thấy là mình chỉ có thể nói với các bạn là thời điểm tiếp theo ấy, nó sẽ là một cái thời điểm mà khá là thú vị trong cuộc sống của các bạn. Nó sẽ có cả đong đầy những cảm xúc, có cả những cái đấu tranh. Và nếu như trước mình cảm thấy trước đây của các bạn nó là một cái đi đi một cái đường thẳng như này, nó không có kịch tính, không có gì cả. Có thể là cái thời điểm vừa qua đi đường thẳng này thì bây giờ nó sẽ kiểu lên sướng lên sướng lên sướng như này. Bởi vì các bạn biết không, tim của chúng ta ấy, khi mà chúng ta đập ấy, chắc chắn là nó sẽ lên xuống trong cái điện đồ tim đúng không nhỉ? Mình cũng không rõ lắm điện hay là gì đấy, đại loại là như thế, nó sẽ lên xuống lên xuống. Thế nhưng mà nếu như mà nó cứ đi thẳng thẳng này, rõ ràng là gì, nó đã không còn hoạt động rồi. Thì mình thấy rằng là thời điểm tiếp theo mọi thứ nó sẽ bắt đầu được hoạt động tiếp theo trong cuộc sống của các bạn. Thế cho nên là hãy hãy nhớ đến những thông điệp mà những thiên thần muốn truyền tải với các bạn. Chúng ta đến với tụ bài số Chào các 2. bạn, đến với tụ bài số 2, đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Đối với tụ bài số 2 thì mình thấy là thông điệp mà những thiên thần gửi đến cho bạn là thứ nhất đấy là hãy chăm sóc cho sức khỏe về mặt thể chất, về cả mặt tinh thần của các bạn. Mình thấy sức khỏe của các bạn có thể đang gặp một số cái vấn đề, nhẹ thì có thể là đau đầu, khó thở hoặc là mất ngủ vân vân, còn nặng hơn thì có thể là bị gặp một số các cái triệu chứng bệnh mặt khác chẳng hạn. Về cả thể chất lẫn tinh thần, với một số bạn có thể các bạn đang bị stress rất là nặng và nó ảnh hưởng nhiều đến cái
cuộc sống các bạn, giấc ngủ, mọi thứ trong cuộc sống các bạn. Điều thứ hai mà mình thấy ở đây á, đó là có thể bạn và ai đó đã ngắt kết nối với nhau, đã có thể chính vì cái việc này cho nên cái sức khỏe của các bạn nó mới không được ổn cho lắm. Có thể là giữa hai người đã có cái sự ngắt kết nối với nhau, không nói chuyện với nhau. Và mình thấy rằng là hai bạn cần phải có một cái cuộc nói chuyện, cần phải có nói chuyện với nhau, nhắn tin với nhau thông qua hoặc là trao đổi với nhau để nói ra một cái sự thật nào đó. Bởi vì mình thấy ở đây có thể trong cái mối quan hệ này có sự hiểu lầm giữa hai bên. Một là bạn hiểu lầm họ, hai là họ hiểu lầm bạn. Và cần phải làm rõ, làm sáng tỏ cái sự thật này ra với cái lá chuốt bi thâu ở đây. Và có thể là các bạn hiểu lầm cũng nhiều khi thông qua là cái việc là các bạn nhắn tin qua mạng xã hội nữa. Các cái việc nhắn tin ấy thường nó sẽ không thoát ý. Và nhắn tin chúng ta chỉ đọc bằng chữ thôi, chúng ta sẽ không thấy được cái ngữ điệu khi mà nói chuyện. Cho nên là rất là dễ dẫn đến cái việc hiểu lầm. Thì có thể giữa hai người đã xảy ra một cái hiểu lầm nào đó. Thì ai ở đây thì có thể là bất kỳ ai, bạn bè của bạn, bố mẹ, đồng nghiệp, người yêu của bạn, đối tượng tình cảm của các bạn chẳng hạn đó. Thì ở đây mình thấy là nếu như bạn đang có cái sự thúc giục rằng là cần phải nhắn tin để làm rõ cái sự việc này ấy, thì hãy làm đi và đừng dừng lại, hãy hành động đi. Mình thấy là sau khi mà các bạn có thể thời điểm này các bạn đang phân vân này, đang phân vân giữa việc là liên lạc lại với họ để làm rõ cái sự việc này hay không này. Thế nhưng mà ở đây có don't stop, đừng dừng lại, hãy cứ làm đi. Hãy, nếu như bạn nghĩ và bạn cần phải nói ra cái sự thật nào đó để làm rõ một cái vấn đề nào đó ấy, thì hãy làm cái điều đó đi. Đó, và mình thấy điều tiếp theo nữa mà mình thấy ở đây ấy, có thể cái trường hợp này nó lại hơi buồn cười như thế này nhá. Mình cảm thấy có một câu chuyện nữa ở đây. Có thể là khi mà cái người này họ tiến đến trong cuộc sống các bạn, họ nói chuyện với bạn, họ muốn tán tỉnh bạn, họ muốn dành tình cảm cho bạn, thì bạn lại từ chối họ hoặc là bạn làm cảm thấy là không thích họ đó. Thế nhưng mà sau khi mà cái người này họ lùi bước, bởi vì họ nhìn thấy là bạn có cái thái độ là không muốn tiếp nhận họ vào trong cuộc sống ấy, và khi mà cái người này lùi bước thì bắt đầu bạn mới nhận ra rằng là hình như mình đã thích cái người này rồi, và các bạn rất là phân vân trong cái việc là không biết mình có nên kết nối lại với cái người này hay không, rồi vân vân các thứ. Mặc dù là có thể giữa hai người đã ngừng kết nối với nhau rồi, hoặc là đã ít tất ngừng kết nối, hoặc là rất là ít nói chuyện. Thì thật ra ở đây á, trải bài này thiên thần á, khuyên các bạn đấy là hãy cứ nói chuyện đi. Thật ra cái việc quan trọng ở đây á, không phải là các bạn có nối lại được với nhau hay không, mà là quan trọng là các bạn làm rõ được những cái sự thật ở bên trong bản thân của các bạn, ở bên trong cái câu chuyện mà các bạn đang gặp phải. Và chính cái điều đó nó mới giúp các bạn giải thoát được những cái tắc nghẽn ở trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy là kể cả trong cơ thể của các bạn, mình cũng cảm nhận được rằng là có thể là các bạn phần cổ họng các bạn, hoặc là các bạn đang rất là khó để diễn đạt mọi thứ ra bằng lời nói, hoặc là không biết cách phải diễn đạt như thế nào cho nó đúng. Mình cảm thấy có một cái sự gì đó tắc ở đây, có thể là nó đến từ luân xa trái tim. Thứ nhất là các bạn bị giống như là bị tắc ở luân xa trái tim này, luân xa cổ họng này. Luân xa trái tim thì nó khiến cho chúng ta không cảm nhận được tình yêu, hoặc là không biết là trái tim của chúng ta nó muốn cái gì. Cho nên là khi mà cái người này họ tới ở cái lần thứ nhất này thì bạn lại đẩy họ đi đó. Và ở đây á, mình thấy rằng là nếu như mà trái tim bạn thực sự muốn hành động, muốn kết nối lại với người này, muốn nói chuyện với người này, hãy cứ làm đi. Và bạn đang được khuyến khích, bởi vì thứ nhất á, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là cái sự tắc nghẽn ấy đang bên trong cái con người của bạn đó. Có đâu nối lại được với nhau hay không thì nó cũng tùy trường hợp thôi, nhưng mà mình cảm thấy rằng là có thể giữa hai người sẽ kết nối lại được với nhau cho dù trường hợp nào, bị hiểu lầm hay là người ta đến mình không thích, mình từ chối, người ta đi rồi thì mình lại thích người ta chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là tất cả mọi thứ mà bạn nhìn thấy nó chỉ là cái cách nó thể hiện ra ấy. Nó chưa chắc phải là cái bản chất thực sự của nó. Cho nên các bạn hãy nhìn nó vào sâu phía trong. Đôi khi mà ai đó đến với chúng ta, biểu hiện tình cảm với chúng ta, chúng ta lại không hề nhận ra là chúng ta yêu họ. Chỉ đến khi mà họ thực sự ra đi rồi, hoặc là họ thực sự rời đi rồi, thì chúng ta mới cảm thấy hụt hẫng. Chúng ta mới cảm thấy rằng là hóa ra là mình đã yêu người đó rồi. Đó, đó thật ra nó cũng xuất phát từ một cái vấn đề bên trong trái tim của bạn, từ luân xa trái tim của các bạn, cái cách mà bạn cảm nhận tình yêu, cái cách mà bạn thể hiện tình yêu. Nhưng mà mình thấy rằng là với cái trải bài này nó hiện lên, thì mình thấy là có cái kết khá là tích cực ở đây. Sau khi các bạn kết nối lại được với nhau thì cái mùa đông của bạn thực sự kết thúc rồi, các bạn có have fun đây. Đây, rất là nhiều lá bài.
nói về cái việc đấy là sẽ có một cái gì đấy nó rất là sôi động diễn ra trong cuộc sống các bạn, và hãy hành động đi, đừng dừng lại với cái đam mê, với cái điều thực sự bên trong trái tim của các bạn, và mọi thứ nó sẽ cực kỳ là vui vẻ với bạn. Bạn sẽ mọi thứ giống như là mùa xuân sẽ lại trở về trong cuộc sống của các bạn, mọi thứ nó sẽ lại đơm hoa kết trái rất là vui vẻ. Thì ở đây nó có khá là nhiều trường hợp như vậy nhá. Ok, mình sẽ rút thêm. Thực ra mình cảm thấy á, cái việc mà có thể là các bạn không có cảm nhận được tình yêu, hoặc là đại loại là các bạn không có nhận ra một cái sự thật nào đó bên trong bản thân hay là trong bản chất những cái câu chuyện nó đang xảy ra trong cuộc sống các bạn ấy, đấy là bởi vì các bạn đã trải qua rất là nhiều tổn thương, 8 kiếm 10 kiếm các bạn cũng suy nghĩ rất là nhiều, bế tắc rất là nhiều, và chính cái điều đó nó không biết là bạn mất, nó khiến bạn mất kết nối với bên trong, bạn không kết nối lại được để mà biết bản thân mình muốn điều gì mới dẫn đến điều như vậy. Và mình thấy là cái thời điểm tiếp theo đó, chính tay bạn sẽ cầm kiếm lên, rút từng cây kiếm này ra, rút từng những cái ảo ảnh này ra, rút ra và vứt đi, và cho mình một cái quyết định thật là sáng suốt nhất ở cái thời điểm hiện tại về giải quyết cái tình huống mà các bạn đang tham gia vào. Ok, đó là tụ bài số 2. Các bạn nhớ like video cho mình nhá. Cảm ơn các bạn lắng nghe, chúng ta đến với tụ bài số 3. Chào các bạn, chọn tụ bài số 3, đây là trả bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Mọi người nhớ like video cho mình nhá. Ok, với câu hỏi đó là thông điệp từ những thiên thần dành cho các bạn là gì, thì với tụ bài này mình thấy rằng là bạn đang đi đến hồi kết của một cái chu kỳ cũ. Với cái lá competition này, full moon ở đây, mọi thứ đang đi đến hồi kết, đang đóng lại của một cái chương cũ nào đó. Cho nên mình cảm thấy là có thể cái thời điểm vừa qua ấy, mọi thứ bạn tiến không được mà bạn lùi cũng không xong, và bạn đứng trước rất nhiều sự lựa chọn, rất nhiều sự chần chừ ở đây. Và có thể là các bạn đã phải đợi một khoảng thời gian rất là dài để cho những cái dự án của bản thân, hay là cho những cái điều gì đó trong cuộc sống của các bạn. Bạn trải qua những cái chuỗi ngày mà mình cảm thấy là có thể là nó cứ lặp đi lặp lại, nó chán ngán, nó chả có gì cả, bởi vì thời điểm nó chưa thực sự tới. Thì hãy yên tâm đi, mình thấy rằng là thời điểm tiếp theo á, mọi thứ bắt đầu đi đến hồi kết rồi, nó đóng lại một cái chương cũ để cho bạn một cái chương mới. Và thời điểm tiếp theo là khoảng cái thời gian mà bắt đầu bạn được thông xe rồi, thông, và giống như là lúc trước nó là cái đèn đỏ, bạn buộc phải dừng lại và chờ cho nào là đèn nó hiện ra vàng, rồi nó hiện ra hơi vàng vàng một chút, rồi bắt đầu mãi nó mới hiện ra được một cái đèn xanh cho bạn để các bạn có thể thông đường và đi. Và mình thấy là in the near future, trong thời điểm ngắn nữa thôi, sớm nữa thôi, thì mọi thứ nó sẽ được giống như là những cái mình cảm thấy là những cái khó khăn trong cuộc sống các bạn, những cái chướng ngại vật trong cuộc sống các bạn, nó sẽ từ từ dần dần được dọn dẹp đi. Dọn dẹp bằng cách nào? Có thể chính tay bạn là cái người dọn dẹp đi, hoặc là đã đến lúc nó cũng không thể chịu đựng mãi, nó không thể ngáng đường bạn mãi được, nó sẽ tự lăn đi. Và ở đây á, mình thấy rằng là bạn sẽ tìm thấy được này, bạn sẽ tìm thấy được những gì đằng mà nó bị ẩn giấu. Và mình thấy là bạn tìm ra được những cái câu trả lời cho cái tình huống mà các bạn đang gặp phải này. Rồi là bạn tìm ra được chìa khóa để mở rất là nhiều những cái cánh cổng khác. Tìm ra được cái câu trả lời mà bạn đã hỏi rất là lâu rồi, mà bạn không biết hỏi ai và không ai đáp lời bạn, thì tự chính bạn sẽ tìm được cái câu trả lời đó. Và mình thấy đây là một cái năng lượng rất là tốt. Và thời điểm này đang có một cái sự chuyển hóa năng lượng rất là nhiều. Ở đây đang thúc giục bạn á, đấy là hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Về mọi thứ, về hành trang, về cuộc sống, về con người, về nhận thức của các bạn, để chuẩn bị bước vào một cái cuộc hành trình mới, bước vào một cái chu kỳ mới trong cuộc sống. Và khi mà nó tới, khi mà thời điểm này nó tới, có thể là các bạn mong chờ nó lâu rồi, thế nhưng mà khi mà thời điểm này nó tới, bạn phải chớp lấy nó, bạn phải tiến lên, đừng có mà sợ hãi nằm giống như cái cô gái này này. Cô gái này đang muốn nói với các bạn, đấy là cái lá bài này muốn nói với các bạn, đấy là hãy vượt qua những cái nỗi sợ của bản thân để bước ra ngoài thế giới, để thể hiện bản thân, để giống như là một lần nữa để có thể tung cánh bay lên đó. Và hãy bật cái ánh xạ, bật cái công tắc ánh sáng và tình yêu và ánh sáng ở bên trong chính bản thân của các bạn để có thể bước tiếp. Và đó có thể đó chính là những cái hy vọng, đó là những cái đam mê, những cái mong muốn mà các bạn muốn thực hiện ấy,
nó sẽ được tiếp theo. Mình cảm thấy là cái thời điểm vừa qua giống như là các bạn, giống như là một cái người mà họ ngồi ở ngoài phòng chờ đợi đến lượt mình phỏng vấn, mà trước đó có khoảng hơn 100 ứng viên vào phỏng vấn, cứ vào ra ra, vào ra ra, và bạn cảm thấy rất là sốt ruột. Bạn chỉ ước mình là người đầu tiên vào luôn cho nó xong luôn thôi đó, bởi vì càng chờ đợi lâu thì nó càng khiến cho bạn cảm thấy là tự tự ti này, hoặc là cảm thấy bối rối. Mỗi người ra ngoài thì họ lại nói theo một cách khác nhau chẳng hạn đó. Và mình thấy là cái thời điểm vừa qua có thể là cái tâm trạng của bạn nó giống như cái tình huống đó, mình chỉ lấy ví dụ thôi nha, nó giống với cái tình huống đó, nó khiến bạn cứ chờ chờ mãi mãi, và đến cái thời điểm này cuối cùng bạn cũng được vũ trụ gọi vào phỏng vấn rồi, gọi vào phỏng vấn để mà giao những cái nhiệm vụ tiếp theo trên cái hành trình tiếp theo rồi. Và mình thấy là có một cái món quà nào đó ấy, nó sẽ được đem tới trong cuộc sống các bạn. Đó là cái gì thì mình sẽ cố gắng để mà làm rõ, nếu như mà không làm rõ được thì nó là định mệnh rồi, bởi vì vũ trụ không muốn tiết lộ cho bạn thế thôi. Nhưng mà mình thấy rằng là thời điểm tiếp theo các bạn sẽ mọi thứ nó sẽ phát triển rất là nhanh trong cuộc sống của các bạn, và bản thân bạn cũng thế, bạn tiến lên rất là nhanh, bạn cũng mang một cái hừng hực khí thế rất là mạnh mẽ, nhiệt huyết để làm những cái thứ mà các bạn mong muốn ở đây. Và rất nhiều lá bài đang cổ vũ cho các bạn đấy là hãy làm điều đó. Và mình thấy rằng là cái năng lượng bên trong thực sự các bạn ấy nó cực kỳ là mạnh mẽ, nó giống như là đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng thì nó cũng đến rồi, một khi mà nó đến thì mình sẽ phải làm cho nó thật là hoành tráng đó, kiểu như thế. Ok, mình sẽ xem cái món quà này nó là cái gì. Mình thấy ở đây có một cái sự chuyển hóa năng lượng rất là mạnh mẽ nha. Bạn giống như là một chiến binh tiến lên phía trước vậy. Trời ơi, mình rút được hai lá The Chariot từ hai bộ bài khác nhau. Bạn chiến binh tiến lên phía trước. Với một số bạn thì có thể là các bạn sẽ đi nước ngoài này, các bạn đi du học này. Có thể thời điểm vừa qua là vì cái lý do là dịch bệnh cho nên là các bạn không thể ra nước ngoài được, không thể đi xuất khẩu lao động hay là đi du học được, không thể ra nước ngoài thăm gia đình bà con được. Thì mình thấy rằng là mọi thứ tiếp theo bắt đầu nó cũng sẽ thuận lợi hơn cho các bạn để các bạn thực hiện những cái dự định của bản thân. Với một số bạn thì có thể là các bạn có ý định sẽ chuyển nơi ở này, chuyển nơi sống của các bạn đi một cái nơi rất là xa chẳng hạn. Và mình thấy cái thời điểm vừa qua trong cái khoảng thời gian bạn chờ đợi đấy, bạn cũng đã tích lũy được cho bản thân mình rất là nhiều thứ rồi. Bạn tĩnh lặng hơn, bạn trưởng thành hơn một chút thôi, cũng không nhiều, nhưng mà mình thấy là nó có một cái sự thăng cấp về cái mặt năng lượng ở đây. Giống như là chờ thời tới, cuối cùng thời nó cũng bắt đầu tới rồi. Thế nhưng mà bắt đầu mình thấy là có một cái sự hơi chần chừ ở đây, hơi lùi lại ở đây. Với cái lá Moving on to the world này và lá chín gậy ở đây, nó cũng cho mình cái cảm giác giống như là bạn đang hơi sợ hãi, lại sợ là không biết là nó có thuận lợi hay không, hay là gì đó hay không. Thì mình thấy là hãy sẵn sàng đi để đón nhận những cái cánh cửa nó được mở ra. Trước nó đóng với bạn, bây giờ thì nó sẽ mở ra. Mình thấy bạn giống như là một chiến binh vậy, vô cùng nhiều sức mạnh, vô cùng nhiều nhiệt huyết vào. Ok, và những cái gì mà mình nói đây á, nó cũng có thể đúng trong rất là nhiều trường hợp, tình yêu, công việc, cuộc sống, và kể cả những cái việc học tập như mình nói, đi du học chẳng hạn đó. Mình sẽ rút thêm một lá nữa nha, trong bộ Gaia Oracle. Các bạn có một cái hành trình mới, travel, romance đây. Có một cái hành trình mới nó đang chờ bạn ở phía trước. Cũng là gì? Cũng là ánh trăng đúng không? Cũng là gì? Full moon đúng không? Sau khi mà full moon xong, full moon là biểu tượng của việc đấy là kết thúc, đi đến một cái chu kỳ cũ, nó đi đến một cái hành trình kết thúc để bắt đầu một cái giai đoạn mới ở đây. Ok, và đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn lắng nghe, nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.